vòng tài năng tỏa sáng, các thí sinh nhí khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên vì độ lôi cuốn hấp dẫn của từng tiết mục dự thi. Cập nhật mấy cái hot trend đúng không con? Trời đất ơi! Chị làm sao em chơi giống tát nước đầu đình? Cho nhắn gửi bạn liễu mấy lời sông có càng tình không đôi dời. Hay quá mà nghĩ sao mà hay. Trời ơi, quá hay con ơi. Các bạn có biết nghề dệt may còn được gọi là nghề may bệnh? Cái tiếng máy may mà ban đầu phát ra cũng là tuổi thơ của cô. Nó len lỏi vào trong lòng của mình đó, để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Tập thứ 2 của vòng tài năng tỏa sáng đã sẵn sàng lên sóng. Và tài năng nhí nào sẽ giành được tấm vé để tiến vào vòng tiếp theo? Hãy đón xem tập 8 chương trình Thử Tài Siêu Nhí ngay bây giờ. Đào Duy xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ trưa hôm sau trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 2. Thưa quý vị, như vậy trong vòng tài năng tỏa sáng, những thí sinh còn lại trong ngày hôm nay sẽ thể hiện tài năng của mình để có cơ hội được bước tiếp vào những vòng thi đấu tiếp theo. Hãy cùng chờ đợi xem liệu các bé sẽ có thể chinh phục được những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí hay không. Xin được giới thiệu ba thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí: cô hiệu trưởng Đoan Trang, thầy hiệu phó Đại Nghĩa và cô hiệu phó Úc Thanh Vân. Hãy cùng với chúng tôi chào đón các thầy cô đến từ lớp học Nhi Sắc Nhí, thầy Quốc Đại, cô Xuân Thảo và thầy Đình Lộc. Và hai người thầy đến từ lớp học Xì Trung là thầy Mạnh Quyền và thầy Nam Cường. Thưa quý vị, ở vòng tài năng tỏa sáng, 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bắt đầu bước vào phần dự thi của mình. Và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường chỉ có thể chọn ra được 8 bạn học sinh xuất sắc nhất bước vào vòng trong mà thôi. Những thí sinh đầu tiên đã thể hiện rất tốt phần thi của mình rồi. Và liệu những thí sinh ở tập phát sóng lần này có thể thể hiện được tài năng của mình ra sao để chinh phục các thầy cô trong ban giám hiệu? Ngay bây giờ sẽ là phần dự thi đầu tiên ở tập 2 vòng tài năng tỏa sáng. Con sông lớn đang dần trào thành bão giông, không ngừng xua hết đi cả những khát khao. Lòng này tan vỡ, chỉ còn lại những đớn đau, khiến từng lời nói tan vào gió mưa. Chẳng thể khóc, cũng sẽ không thể gục ngã. Dù chìm trong ngục tối, cũng sẽ không ngừng nuôi giấc. Năm trước có những điều luật khác nghiệt và chưa bao giờ có thể đổi thay. Nhiều điều vô nghĩa không khi nào được nói ra, giờ thì đã đến lúc phải khác đi. Vì tôi sẽ đứng lên từ hy vọng, để giấc mơ vụt bay đẹp như ánh sao ở nơi xa xa.
Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Đây là một cái ca khúc rất là khó, rất là quen thuộc đối với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục, thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con, để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao, nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này, và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người, và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng, và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi, thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi, chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nó thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Yeah.
Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè, thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong, cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt, mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con. Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đi cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá còn hỉ độc kia, ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào động của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc cha của con hai giờ là Ngưu Mai Dương từng kết nghĩa huynh đệ, hai giờ đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hải Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con đó mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? Con của Ngưu Mai Dương đấy sao? Này nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ, tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau. Nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Hồng Hải Nhi, lửa trên lò luyện đen của Thái Thượng Lão Quân lão tôn ta còn không sợ, thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Lâu la, lâu la, lâu la đâu, tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái con khỉ đồng này cho ta. Hãy xem đây. Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi.
Hồng Hài Nhi không được hỗn láo như Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi, người có biết mình vừa gây phải tội lớn, hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dại, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dại cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con, Hồng Hài Nhi. Dạ mẹ, cứu con. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch. Ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hài Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi, con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hài Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hài Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỗ nghịch, quậy phá tâm linh, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi. Ngàn vì sao lung linh quá, thắp sáng đêm trường cô mẹ. Ngàn
Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Dạ, Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Còn ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này đều đẹp. Sao đồ gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ vậy là không, bây giờ phải selfie. Bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1, 2, 3. Giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi. Kế bên có Quan Âm Bồ Tát. Rồi tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm. Tưởng bà là con yêu nhìn nhện không? Giống không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xỏa rủ rượi đứng cái đó. Giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được, giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải hợp luôn. Tu luyện, phải học bao nhiêu. Và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không, đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây, đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây, từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Thầy ơi, ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được lắm. Không đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì lại hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à, tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc nhưng mà được làm với một màu sắc khác rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này, nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à.
Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Ông Nguyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Con cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy lần bữa trước... nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người một cái. À, rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Nguyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con.
Xin cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê và chúc mừng Tuấn Tú. Trời ơi, thằng bé bữa nay em nhìn, em nói thiệt y như kiểu anh Nam Cường mà thu nhỏ lại đó. Y hệt như anh Nam Cường luôn. Cha nào con nấy luôn. Cưng thiệt là cưng vậy đó. Xin được mời cô Đoan Trang sẽ có đôi lời nhận xét về tiết mục dự thi này. Trời, hôm nay Tuấn Tú nhìn giống công tử Bạc Liêu thiệt luôn á. Nhìn ra dáng vẻ hào hoa. Có điều là công tử Bạc Liêu này hơi ốm, hơi ròm á, về phải ăn thêm nha. Yeah. Ăn thêm cho công tử đô đô xíu. Với lại có cái sức, có cái thể lực á, thì mình đẩy mấy cái nốt nó cao á, thì nó sẽ đầy hơn ha con ha. Cô rất là thích giọng của con. Giọng con rất là ngọt. Nhưng mà bài khó quá. Sao bài khó dữ vậy thầy? Thường bài này đa số thấy giọng nữ hát. Ít thấy giọng nam hát bài này lắm. Khó ghê á. Khó ở cái chỗ là nó có nhiều nốt cao quá. Mà những cái nốt cao đó nếu mà ở bên nhạc pop bình thường á, là đẩy nó khác. Còn bên dân ca thì nó sẽ đẩy bằng hơi nhiều bởi vì nó có luyến. Cho nên nó cần nhiều cái kỹ thuật lắm. Vừa hơi, vừa kỹ, vừa chuyên môn thanh nhạc, vừa nội lực tùm lum hết á. Cho nên á, cái rồi thêm cái khó nữa là cái nốt cao đó mà kế cái nốt cao nó không phải là cái nốt nó kế kế cái. Ví dụ như tưng tưng thì hai nốt sắc nhau, còn cái này từng rồi tưng. Cho nên con cái phải chữ hình bóng đó, từ chữ phải hình như đẩy lên chữ bóng. Đúng rồi, con phải đẩy nó lên một cái quãng 8 ở trên á. Nhưng mà cô thấy con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ mấy cái nốt mà con đẩy không tới, con đẩy gió lên. Thì có những cái nốt nó đầy, có những nốt nó chưa đầy. Nhưng mà nhìn chung lại là nhìn con, cái hình ảnh hôm nay của con rất là dễ thương. Bài hát cũng ngọt ngào. Và nếu muốn đi theo cái dòng nhạc này phải tập, phải luyện rất rất là nhiều nữa nha con. Phải theo thầy dài dài nha con. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Mà còn có một điều nữa là bé quê ở Bắc Ninh. Đó, vừa mới nói con cảm ơn bé cô. Bé quê ở Bắc Ninh mà tập hát và thầy giao bài là hát Bạc Liêu. Nãy giờ em để ý em thấy là cô Vân với thầy Nghĩa là quên mất luôn cái chi tiết là bé ở Bắc Ninh. Quên thiệt. Luôn, tại vì bé nó hát ngọt quá, nó hát đúng như kiểu công tử Bạc Liêu luôn. Nãy giờ nhìn con á, chú nghĩ tới anh Quách Phú Thành ở mùa 1 đó con. Quán quân mùa 1 á, cái hình dạng bên ngoài cũng giống giống con. Lúc anh Thành thi chương trình này lúc đó cũng roi roi người nhỏ nhỏ như con thôi. Giọng hát cũng tương tương đó. Giọng hát cũng tương tương. Cái giọng hát của con cũng giống giống giọng hát của anh Thành luôn ha. À, anh Quách Phú Thành hát những cái dòng nhạc mà dân ca trữ tình quê hương như thế này nè, rất là hay. Và cái chất giọng con cũng có nhiều nét hao hao. Ở đây thì chú không có phải nói rằng là con bắt chước hay là mình hãy cố gắng tập cho giống anh Thành. Không, con vẫn cứ là con như thế này. Đang có một cái chất giọng rất là sáng, rất là bắt mít. Và nó phù hợp với những dòng nhạc dân ca. Chỉ là ở những cái nốt luyến á, thì mình luyến chưa có được ngọt lắm thôi. Cố gắng chút xíu 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 nữa thôi. Để từ cái nốt này nó luyến, nhất là dân ca Nam Bộ đó con. Là từ nốt này nó phải đi thẳng tới nốt kia. Mà từ nốt này nó luyến qua thêm một chục nốt nữa. Nó mới lên tới cái nốt đó. Nhưng mà đó là cái khó mà cũng là cái hay, cái đặc trưng của dân ca Nam Bộ. Và nếu như mình tập ra được cái đó thì mình hát sẽ hay hơn ha. Nó hơi tiếc chút xíu thôi, chứ còn chú rất thích cái giọng của con. Cái giọng này mà bữa nào chú Nam Cường mạo hiểm á, chơi dựng cho con nguyên một tiết mục cải lương, trích đoàn cải lương, con hát cải lương luôn là dạ, tuyệt vời hơn nữa. Vậy ba giám khảo cho con vô đi con làm. Trời ơi. Nãy giờ thầy cô chờ có câu đó không. Cảm ơn con nha. Cảm ơn chú. Bài hát dễ thương lắm. Thầy của con là đủ trò. Gì cũng rồi, làm được hết. Hai thầy trò nhìn giống y hệt nhau luôn cô Ốc. Thế Tuấn Tú ơi, thế mình hát được giọng nam rồi, mình có nói được giọng nam không con? Có. Thử nói đi, con nói thử. Thử con chào nam. Mọi người đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mà nói theo giọng miền Nam đi. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Thôi con nói giọng bác luôn đi con. Khi nào muốn tập giọng nam? Gặp cô. Đó. Cô sẽ chỉ cho con đến khi nào mà con trở thành một người có thể nói giọng nam mà người ta tưởng con là người nam, giả giọng Bắc luôn đó. Tại vì nếu mà mình sở hữu được cái khả năng chuyển đổi về giọng nói, tức là mình có thông minh trong cái tư duy về mặt ngôn ngữ, con sẽ rất là tiện lợi để mà con có thể hóa thân trong bất kỳ một bài hát nào với một bất kỳ một phong cách nào. Lúc đó thì con sẽ cảm thấy là con sẽ hòa nhập hơn với bài hát đó. Ngày hôm nay con với như vậy là con đã cố gắng lắm rồi. Cái bài hát này nếu mà quý vị để ý là cháu không có chỗ nào cháu nghỉ hết trơn á. Từ đầu lúc mà nhạc vô cho đến kết thúc là hát liên tù tì luôn. Cho nên cũng hơi đuối với con. Thầy cũng hơi ác chút xíu, nhưng mà mình vượt qua được chính mình thì mình vượt qua được tất cả. Ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy Nam Cường, cảm ơn thầy Mạnh Quyền, cảm ơn lớp học Xì Trâm đã mang đến một tiết mục dự thi rất là đáng yêu của bé Tuấn Tú. Và bây giờ thì mời Tuấn Tú có thể vào trong và chờ đợi kết quả nhé. Mời con.
xin cảm ơn vũ đoàn Mania Team và chúc mừng cho Đông Nhi và Minh Anh. Cái câu chuyện này nó làm cho chú Nghĩa cũng nhớ về cả một cái thời tuổi thơ của mình. Lâu lắm rồi chú Nghĩa mới nhìn thấy lại cái máy may này. Là bởi vì ngày xưa chú Nghĩa cũng được nuôi lớn lên từ cái bàn máy may của mẹ. Nhà cũng làm nghề thợ may, cũng mẹ cũng vất vả như vậy, cũng phải may ra những cái quần cái áo để khách người ta đặt hàng đó, nuôi lớn lên từ những cái bộ đồ như thế. Và cũng đã có lần chú Nghĩa hỏi thăm mẹ, lúc đó là cũng đã bắt đầu lớn lớn tí, khoảng chừng 17 18 tuổi là bắt đầu là có đi diễn chút chút rồi đó. Lúc đó trong một lần hỏi mẹ chứ, ủa mẹ, mẹ may đồ vậy là mẹ được nhiêu tiền? Tại vì thấy may cặm cụi may từ sáng tới đêm, đặc biệt là vào những cái ngày mà cận Tết á, là may tới sát giờ giao thừa luôn. Tại vì hồi xưa chưa có nhiều trang phục bán sẵn như bây giờ. Bây giờ mình rất là tiện, mình ra mình mua mặc vô thấy vừa mình mang về. Chứ còn ngày trước á, là phải đến tiệm may đo rồi chờ đợi có khi là 2 tuần, có khi là 1 tháng mới có được một bộ đồ. Mà cái nhà may của chú Nghĩa hồi đó là mẹ chú Nghĩa may đẹp lắm, thành ra khách rất là đông. Và chính vì khách đông cho nên là may rất là, gọi là khách bị trễ hẹn với khách á. Nhiều khi khách tới nhà người ta cũng giận hờn, người ta trách móc, người ta la mình cũng có luôn. Cũng có những người khách người ta hiểu cho nên người ta thông cảm, nhưng có những người khách người ta trách, người ta la. Và chú Nghĩa cũng chứng kiến rất là nhiều lần mẹ chú Nghĩa phải nói chuyện với khách, phải xin lỗi họ vì như vậy. Và những cái đêm 30 đêm giao thừa, sát tận giờ giao thừa rồi mà vẫn ngồi cặm cụi bên bàn máy may. Giống như là còn khoảng chừng nửa tiếng nữa là tới 12 giờ đêm là khách gõ cửa tới lấy cái bộ đồ để ngày mai họ mặc mùng 1 Tết. Cho nên cái sự vất vả của những cái người làm nghề may mặc á, chú Nghĩa rất là hiểu. Nhưng mà chưa, hoặc là rất là ít khi nào mình nhìn thấy cái công việc này được đưa lên trên sân khấu hay được đưa lên trên với một cái hình thức nghệ thuật nào khác. Thì ngày hôm nay coi như là lần đầu tiên chú Nghĩa được xem một tiết mục nói về nghề may, là cái nghề mà mẹ chú Nghĩa làm ngày xưa. Cho nên chú rất là xúc động. Mặc dù âm nhạc cũng như là những gì diễn ra trên sân khấu không phải là làm cho mình cảm thấy mình rung động đến rơi nước mắt, nhưng mà bởi vì mình đã từng lớn lên từ chiếc bàn máy may cho nên mình cảm nhận được cái thông điệp mà Đình Lộc và Xuân Thảo gửi gắm vào thông qua hai con, thông qua các diễn viên múa. Hình ảnh những cái tấm vải phía sau trên cái nền background màu trắng đen nó phấp phới, nó tạo cho chú một ấn tượng rất là mạnh, làm cho chú nhớ về cả một cái quãng đời tuổi thơ của mình. Không biết với khán giả khi họ xem cái tiết mục này cảm nhận như thế nào, còn với chú được xem như là một người đã được lớn lên từ cái công việc này cho nên chú rất là đồng cảm. Và vì vậy cái phần trình diễn ngày hôm nay của hai con đối với chú nó tạo được cho chú rất là nhiều cảm xúc. Chú không có khóc, nhưng mà cái cảm xúc nó đến từ bên trong. Cảm xúc nó đến từ cái sự thấu hiểu và cái sự chia sẻ của Xuân Thảo và Đình Lộc với cái công việc, với cái ngành nghề này. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Và cảm ơn Xuân Thảo và Đình Lộc đã mang một cái ngành nghề mà ít được mọi người quan tâm đến với hình thức nghệ thuật, đã mang đến cho chương trình Lên Sân Khấu của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Đại Nghĩa. Dạ, mời cô Đoan Trang. Có vẻ như cô đồng cảm với việc này đúng không ạ? Rất là đồng cảm. Động. Nhưng mà số đó là hết rồi. Tại vì cô nghĩ là không có gì hết. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ khi cô nhắc lại cái điều đó, cô cảm thấy rất là xúc động. Bởi vì y chang như những gì mà chú Đại Nghĩa vừa nói, là mình lớn lên với cái tuổi thơ như vậy, thấy mẹ may áo tới đêm, thâu đêm, rồi xong rồi những cái ngày 30 Tết đó, là mẹ may đồ cho khách. Đồ của các con phải dừng lại, tại vì không còn thời gian để may đồ cho các con nữa. Rồi cho tới ngày tụi Trang lớn lên thì không muốn mẹ may đồ nữa. Bởi vì giống như là Thảo và Lộc cũng vừa đưa ra một cái ý rất là tinh tế mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Đó là những cái rủi ro trong cái nghề thợ may. Là phải hít phải những cái bột phấn rồi những cái bột vải của vải vóc. Đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Và người em trai út của Đăng Trang bây giờ là một đạo diễn, thì có một lần làm một chương trình fashion show, anh cũng dùng những cái rập, những cái chiếc thợ may mà bạn ấy cũng đã từng lớn lên trên đó, bởi vì Trang lớn hơn bạn đó 4 tuổi. Thì khi mà Trang đã
đi học thì bạn ấy chỉ là một em bé rất là nhỏ và mẹ may đồ không có thời gian coi em bé, cho nên là em phải đứng ở trên cái bàn đạp, mẹ phải vừa dùng cái đầu gối của mẹ giữ em và vừa may đồ, em đứng chơi ở trên cái bàn đạp đó. Và cứ thế tụi Trang lớn lên như vậy và cảm thấy rất tự hào về mẹ. Với cái bài của tụi con ngày hôm nay thì cô, thứ nhất là cái điểm đó nó chạm vào cái tâm hồn cô, y chang như chú Đại Nghĩa vậy. Cái thứ hai là cô xúc động là bởi vì tụi con xuất thân là những bạn nhỏ, sở trường là hip hop. Nhưng mà với cái phần biểu diễn lần này là cô thầy muốn cho tụi con thử thách với đương đại, bắt buộc tụi con phải có cái cảm xúc rất là lớn khi đang biểu diễn để mình có thể bắt được những cái nhịp của lời nói cùng với lại những cái cô chú diễn viên hỗ trợ với mình, tạo nên một cái tổng thể rất rất là đẹp trong tiết mục này. Một lần nữa cô cảm ơn Xuân Thảo và Đình Lộc, cảm ơn hai con rất nhiều vì một tiết mục rất rất là đẹp. Và đó là tất cả những gì mà cô Xuân Thảo, thầy Đình Lộc đã nhờ hai con là Đông Nhi và Minh Anh thể hiện điều này trên sân khấu. Một lần nữa cảm ơn hai con với tiết mục dự thi vừa rồi. Cảm ơn. Mời hai con có thể vào trong nha. Thưa quý vị, như vậy thì thí sinh cuối cùng trong top 12 ở vòng thi Tài Năng Tỏa Sáng cũng đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem liệu thí sinh nào sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Thưa quý vị, 12 thí sinh đã có được những phần biểu diễn hết sức xuất sắc. Các bé cũng đã nhận được lời khen từ ban giám khảo. Tuy nhiên, chỉ có 8 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong mà thôi. Và liệu đó là các bé nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại 12 tiết mục dự thi trong đêm hôm nay. Xin mời. Vẫy tay chào khán giả nào các con. Chúng ta đang có top 12 và sẽ có 4 bé phải chia tay với vòng thi này. Xin được mời các thầy cô trong ban giám hiệu ạ. Xin chào tất cả các con. Thì tới vòng này là mình cũng đã được hơn các bạn mà không được may mắn như mình rồi. Thì cái luật chơi kỳ này là 4 bạn phải rời cuộc thi này. Thì xem như nếu như mình bị rơi vào trúng cái tên, một trong 4 cái tên đó, giống như là mình không may mắn bằng đi. Coi như cái điểm số mình vẫn đã làm hết mức rồi, nhưng điểm số của mình lại xui là bị thấp hơn 8 các anh chị còn lại. Vậy thôi nha con, cho nên các con hứa với cô là mình cũng phải vui vẻ và phải ráng cố gắng tập luyện để cho lần sau mình có cơ hội, mình lại thi nữa, mình tiến bộ hơn, mình tốt hơn nha con. Bạn đầu tiên bạn Hà Vi, cô mong là con đừng buồn nha con. Không có may mắn với cái bài hát của mình, nhưng mà lần sau nếu như mình khỏe hơn, mình nắm chắc hơn thì mình sẽ hát tốt hơn những cái ca khúc như thế nha con. Rồi bạn thứ hai cũng kém may mắn hơn các bạn trong số 12 tiết mục ngày hôm nay. Cô mong là con cũng đừng buồn. Đó là bạn Mỹ Như. Đừng buồn nha con. Xin chào pháo tay cho tất cả các bạn. Okay. Người tiếp theo chú Nghĩa muốn gọi tên là cái người mà nãy giờ. Hồng Uyên, cô bé nhỏ nhất, nhí nhất trong số tất cả các bạn ngày hôm nay. Cũng rất là buồn khi mà giờ phải nói lời chia tay với con ở đây. Hôm nay con đã làm cũng rất là tốt với con rồi. Một tiết mục cũng được thầy cô dàn dựng cho con rất là hoành tráng. Nhưng mà mình vẫn còn thiếu một chút so với các anh chị khác. Cho nên là mình sẽ dừng lại tại đây để mình cổ vũ cho các anh chị. Hoặc nếu như có cơ hội mình sẽ quay trở lại với chương trình, mình phụ giúp cho các anh chị với những tiết mục ở những vòng sau con nha. Cô Ốc xin được gọi tên tiết mục còn lại. Tiết mục này ngày hôm nay cũng chiếm được rất nhiều cảm xúc.
Nhưng mà ở cương vị là mình phải xét về đường dài cũng như là về khả năng và so sánh những thành viên của tiết mục này với những thành viên của những tiết mục khác thì buộc lòng mình phải có sự lựa chọn. Và cô nghĩ rằng là các con cũng sẽ hiểu cho lý do của các thầy cô tại sao lại gọi tên mình. Cô muốn là các con sẽ tập luyện để mình làm tốt hơn nữa. Xin tạm biệt. Minh Anh và Đông Nhi. Xin được mời các thầy cô ở các lớp học cũng có thể cùng lên đây ạ. Xin được mời các thầy cô trong ban giám hiệu của trường luôn ạ. Kính thưa tất cả quý vị, như vậy thì chúng ta đã biết được 4 tiết mục trong phần tài năng tỏa sáng sẽ phải dừng lại ở đêm thi hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng là tất cả các bé cũng sẽ nhanh chóng vượt qua những cái nỗi buồn nho nhỏ này để các bé có thể tận hưởng những ngày hè tiếp tới. Và giờ đây thì Đại Duy xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả. Chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ trưa hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. 8 thí sinh còn lại, các con sẽ đại diện cho hai lớp học của mình là lớp Xì Trâm và lớp Nhi Sát Nhí để thể hiện tài năng ở vòng thi tiếp theo. Còn giờ đây thì xin chào và hẹn gặp lại. Như vậy là chúng ta đã tìm được top 8 thí sinh xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng trong. Hãy đón chờ những phần trình diễn bùng nổ và đầy màu sắc trong những đêm thi tiếp theo. Đón xem tập 9, chương trình Thử Tài Siêu Nhí phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 17 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.